trong tâm trí vẫn cứ đầy vơi. Biết bao giờ để được bên nhau như ngày đầu. Đưa lên trên môi còn chỉ là điếu thuốc, ở trên bàn với một ly đen nâu. Một ngày thế này anh thấy bình thường quá, ngắm nhìn ra đường xá dòng người vội chen nhau. Họ làm em đâu theo cách mà họ thích, em làm anh đâu với ngàn lời vô tâm. Lời chúc ngủ ngon hôm nay là lần cuối, và mai này đi nữa không còn phiền em đâu. Anh sẽ vẫn mỉm cười và tự dặn với mình không có gì mà phải buồn hết cả. Anh em trao tấm lòng này cho em, nhưng đến cuối cùng chẳng nhận lại kết quả. Trời dạo này cũng hay đổ mưa nhiều, đi chơi như về sớm đừng trễ như tối qua. Mong em hạnh phúc như những gì em lựa chọn, và lời nói này là lần cuối anh nói ra.